Cá này, cá loại nhỏ này, với lại thêm là con tép nữa, và thêm là đây là con cá nữa. Cá này thì không biết là cá gì đây. Đây, cái này là bà Anh Phạm là gửi cho nhá. Đây là 500 nhá, đây là 200 nhá, 200 nữa là 900 nhá, là 50.000 nhá. Vâng, cảm ơn bác và bà đã gửi tiền cho hai em. Con chúc bác và bà cùng gia đình thật nhiều sức khỏe và luôn thành công trong công việc ạ. Chúng tôi xin kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới, chúc tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa cô bác, hôm nay cháu Lực lại tiếp tục lên trên nhà của hai anh em hải sĩ của bác ạ. Ở những video trước thì cô bác cũng có theo dõi được rằng là cháu Lực là đưa em Sử đi khám và cũng đã biết kết quả về cái khớp đầu gối của em Sử rồi. Và bác sĩ nói là cũng không có bị sao và cũng không có bị ảnh hưởng là nghiêm trọng cả. Chỉ là bị một chút là dịch là ở đầu gối của em, thì chắc là lúc là cái phần mà em ấy ngã là đập vào cái nền cái đường bê tông của bác, thành ra là tạo thành một cái lực rất là lớn, và là khiến đôi chân của em thì bị sưng lên. Và cháu Lực cũng đã đưa em là đi khám rồi, và mấy anh em cũng có là tiện thể là đi một chuyến và cũng có ngao du đi ra bên Sapa. Và hôm nay cháu Lực về đến nhà thì cháu Lực có nhận được một cái phần quà là của bà An Phạm. Của bà An Phạm là có nhờ là cháu Lực nhìn thấy là người gửi là Võ Thị Thanh Mai này ở bên Đà Nẵng, là bà An Phạm nhờ chuyển hộ cho hai anh em là Hải Sử. Và bây giờ thì xin mời các bác là cùng cháu Lực đi xuống cái nhà của hai anh em Hải Sử của bác nhé. Đây thì đâu đó là được tầm độ 6 đến 7 cân sao các bác ạ. Ngày hôm nay thì là thời tiết mưa khá là nhiều, thành ra là cái công việc mà ở dưới nhà của hai ông cháu của bác thì là chậm tiến độ một chút. Nếu mà trời mà nắng, trời mà ủng hộ thì là hiện tại cháu Lực đã lấy được xi vào rồi đấy, nhưng mà tuy nhiên là trời mưa thế này thì không thể mà đi lắm, đi dám để mà lấy xi được về, sợ rằng là trong quá trình vận chuyển vật liệu ấy là gặp mưa là xi nó sẽ dẫn đến là nó bị chết đấy, thì lại thiệt hại một cái thiệt hại rất là lớn. Lên trên nhà của em Sử thì chỉ cần mưa một chút thôi là hầu như là nhìn thấy rất là nhiều sương mù. Gà mẹ này trông ghê quá, chứ nó bột nhào cho phát này. Nguyên là ống nước này, ống nước là đi nhà ai đây nhỉ? Ống nước này là cho ống nước đi ra nhà hàng xóm ở phía bên kia. Để đổ đây một chút đã. Có vẻ như là nhìn nước này về rất là nhiều quá này, nước này. Hải ơi, Sử ơi, Hải ơi, Hải ơi, Hải ơi, vẻ như là hai anh em là không có ai ở nhà cả. Điện à.
Nọ thì lúc nó bảo em sửa rồi, ở nhà thì chịu khó là đi chặt cái cây tre này về để mà bác cái kia xong rồi. Xong mà làm cái giàn để mà phơi quần áo. Thấy là sửa cũng không có đi cả. Quần áo thì treo nhà, treo ngoài lộn xộn hết cả lên. Xe máy thì không có ở nhà cả. Có lẽ là chắc là sửa đi đâu rồi. Alo. Đang ở đâu ấy Hải? Hả? Đang đâu ấy? Đang dưới nhà cũ nè. Bên nhà mới đi. Vâng. Anh Sử đâu rồi? Anh Sử đi... đi cùng họ trồng lúa rồi. Đi trồng ở tận đâu? Ồ, thế là đi ra tận bên Chế Là kia à? Vâng. Thế là đến tối mới về à? Vâng. Em Hải nói thì rằng là em Sử là không có ở nhà nữa cô bác ạ. Bảo đi hộ ai để mà trồng lúa, chắc là đi đi rất là xa. Đợi em Hải lên đó. Sau cái thời gian chờ đợi thì em Hải cũng đã từ dưới nhà cũ lên rồi cô bác. Có lẽ là em Hải đã đi xuống dưới là chỉ lấy cỏ sau này kia thôi. Có vẻ này lên thì thấy là phần sân của các em quét dọn khá là sạch sẽ cô bác. Và cũng gọi như là cái khoản mà nước mà cháu được làm máy tuôn cô bác này là còn dư của ban phạm là gửi cho đấy, là còn dư ra là 1.700.000 mấy chục nghìn đấy để mà làm lại cái phần sân đấy. Thì thời gian vừa rồi đang là trong cái quá trình mà em Sử làm ruộng ấy thì em Sử cũng đi cày suốt, thành ra là em không có đi mà chở xi về để mà cho thợ lên làm được. Thì trong cái thời gian vừa rồi, trong cái thời gian này cô bác, thì đợi em Sử là xong hết mọi cái đó thì sẽ để em Sử đi chở thêm xi về để mà láng lại cái phần sân này một chút. Đấy, và tuy nhiên thì cháu Lực vẫn còn nói là vẫn còn nợ lại cái chương trình của nhà em Sử là về cái khoản phần sân đó các bác nhá. Cháu Hải xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Hôm nay lạnh à Hải? Sáng nay mưa. Sáng nay mưa à? Vâng. Thế là trên đông và dưới hè đấy nhờ. Vâng. Anh Sử đi lâu chưa? Anh Sử đi từ sáng rồi. Anh Sử đi từ sáng à? Vâng. Anh cho Hải một cái mic này. Thế là vừa rồi là ở nhà dưới làm gì? Em đi nhà dưới lấy cỏ cho trâu. Lấy cỏ cho trâu à? Vâng. Mai anh Sử về ấy, bảo anh Sử làm đi chặt cái cây cây vào nhỏ nhỏ này. Vâng. Nhá, để làm cái dao bên kia nhá. Vâng. Còn nếu mà muốn phơi quần áo thì phơi ở đây cũng được này. Vâng. Đấy. Chứ để tránh đừng có phơi như này nữa này nhá. Vâng. Đi chặt những cây tre nhỏ nhỏ ấy về để mà buộc hai đầu này, xong rồi làm cái giáo ở đây, làm cái giàn ở đây là được rồi. Vâng. Vừa rồi thì trong khoảng thời gian vừa rồi ấy thì là cũng em Sử thì cũng làm xong là phần ruộng này kia hết rồi, cho nên là máy móc em cũng rửa sạch sẽ về mà cất gọn lại. Hôm qua là anh Sử là rửa à? Hay là rửa lâu rồi? Rửa lâu rồi. Rửa lâu rồi à? Từ vâng. Trước đây à? Vâng. Tức là hai em là cùng nhau rửa à? Vâng. Sáng nay ở đây có mưa to không? Có ạ. Có ạ. À, Hải cầm cái thùng kia đây. Vâng. Cầm cái thùng kia đi vào trong nhà. Để lên trên bàn đi, để trên bàn, tí bóc ở trên bàn cũng được. Thế là nay là một mình là Hải ở nhà thôi à? Hôm nay thì anh lên đấy, thì thứ nhất là lên là gửi cái phần quà của ban phạm là cho hai anh em. Và thứ hai thì là anh muốn lên là nói qua về cái khoản mà hôm nọ anh đưa anh Sử là đi ra bên đấy khám ấy. Vâng. Và hôm nay là không có gặp em Sử ở nhà của bác ạ. Không gặp em Sử ở nhà cho nên là cháu Lực xin phép được nói qua một chút, còn tiền nong dư ra thì sẽ để cho em Sử sau cô bác nhé. Bây giờ thì thôi bóc cái phần quà này trước nhá. Vâng. Bóc cái phần quà này trước xong là tí anh sẽ nói đến này sau. Vâng. Đấy, trước tiên thì đi vào mở quà thì cháu Lực cũng xin được thay mặt là hai anh em gửi một lời cảm ơn tới bà An Phạm rất là nhiều.
Con cảm ơn bà Phạm đã gửi phần quà, đã gửi rất nhiều phần quà cho hai em. Con chúc bà cùng gia đình thật nhiều sức khỏe và luôn thành công trong công việc. Đấy, rồi à, bây giờ Hải mở nhá, xem ở bên trong là cái gì này. Anh cũng không biết là bên trong nó là cái gì đâu. Đây, dao đây, cho Hải là tự mở ra đi. Bỏ hết cái băng dính lớp ở bên ngoài ra này. Đấy. Cắt cẩn thận nhá, tí trúng vào tay đấy. Anh Sử là không cầm cả điện thoại đi chứ? Không cần đâu. Không cầm đi à? Vâng. Thế là hai anh em mỗi người một cái thì bây giờ thế anh Sử để hai cái ở nhà. Anh Sử để của anh Sử nhà thôi. À, em cầm một cái, anh Sử cầm một cái đúng không? Vâng. Nhưng mà hôm nay anh Sử không cầm điện thoại à? Anh gọi thì không đến nghe. Anh Sử không cầm đâu. À, thời gian trước thì cũng được là bác Tiên là gửi cho hai anh em là chung cái điện thoại đấy, nhưng mà à, tuy nhiên thì lúc hai em tiết kiệm được ấy thì cũng mua thêm là một cái nữa, làm anh em là mỗi người có một cái nữa. Vâng. Bọc kỹ nhỉ? Vâng. Không bọc kỹ thì trong quá trình mà vận chuyển đấy các bác thì nếu như mà không bọc kỹ là người ta sẽ bị dẫn đến là bị bục và bục rất là nhanh. Hải thử mở ra xem nào. Cá này, cá loại nhỏ này, với lại thêm là con tép nữa, và thêm là đây là con cá nữa. Cá này thì không biết là cá gì đây. Đây, cái này là bà Phạm là gửi cho nhá. Và đây cháu Lực sẽ bổ. Em Hải, em bây giờ anh bỏ số thì em nhấc xem là có bao nhiêu bịch cá nhá, bịch tôm nhá, nhấc để lên trên bàn cho bà với lại tất cả các bác là cùng biết xem là có bao nhiêu bực. Ôi, cẩn thận, cái kia bị bục rồi kìa. Cái dây nịt nó bục rồi. Để chồng với nhau cũng được. Để chồng với nhau cũng được. Vậy đây thì vừa rồi là em Hải có mở ra các bác. Cái này thì là nó chắc là trong quá trình mà nó đầy quá, thành ra là nó bị bục ra này. Thì hai túi là y xì là như nhau các bác nhé. Đấy. Vừa rồi thì Hải là mở ra là vẫn còn là băng keo rất là nhiều. Đây gọi là gồm là hai cái túi là đây là gọi là con tép này, hai túi cá cơm nhỏ này, và thêm là ba túi cá lớn lớn này nhá. Đấy, tổng tất cả là có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 túi nhá. Anh buộc lại cái này cho đấy. Không à, này. Đấy. Giờ thì lại cất vào đi. Cất vào cái hộp ấy, không một tí nữa để vào trong tủ lạnh nhá. Cái này là cá to này, không biết là cá gì đây. Thực sự ra những cái cá này thì là nó đều là đồ biển cả, cho nên là chú Lực cũng chỉ biết là tép với lại cá cơm thôi. À, trong kia. Đây một tí cất sau ra bên này ngồi đấy. À, vừa rồi thì cháu Lực cũng đã gửi là xong cái phần quà
của bà An Phạm là tới cho hai anh em là Hải Sử thôi cô bác. Là trong ấy là gồm cái gì thì cháu Lực cũng đã ghi hình lại rồi. Thì nếu mà thiếu cái gì thì bà An Phạm có thể là liên lạc lại với cháu Lực để cho cháu Lực là biết rõ hơn về cái này. Thì bà An Phạm dặn cháu Lực là bảo là cho cháu Lực một chút đấy, cho cháu Lực một chút. Nhưng mà cái khoảng cái phần này cháu Lực đã nhận được là rất là nhiều phần quà của bà An Phạm rồi, thì cái phần này cháu Lực sẽ không có nhận nữa, là để lại cho hai anh em hết. Thì một tí nữa là em để vào tủ nhá, nếu mà để ăn nhanh ăn được lâu ấy nhá. Đấy, kia thì là cũng như là mọi lần là anh đưa cho thôi, là cũng chỉ là xào lên là ăn thôi. Đấy, ăn với cơm thôi. Thế còn hôm nay thì là không có bắt gặp, không có gặp là em Sử ở nhà các bác ạ. Sử thì vừa rồi là em Hải nói là đi giúp là chị ở bên là trên Là. Là đi trả công hay là như nào? Đi trả công hả? Đi trả công đấy à? Hải Sử thì không có ở nhà ấy, tuy nhiên là cháu Lực vẫn sẽ nói là cái khoản của bà An Phạm là hôm trước gửi cho cháu Lực là bao nhiêu các bác nhá, và đã chi như thế nào nhá. Còn là dư thì hôm nay là không có em Sử ở nhà, thì là lúc nào mà em Sử về thì cháu Lực sẽ gửi cái khoản này cho em Sử sau. Chứ để tránh trường hợp mà bà An Phạm gửi cho cháu Lực lâu rồi mà tại sao lại không thấy cháu Lực nói các bác. Và hiện tại thì cháu Lực vẫn còn nợ chương trình của bà An Phạm là thêm một cái chương trình là làm ở ngoài sân nữa. Thì đợi mai đợi cho em Sử về thì cho em Sử là đi chở xi. Chở xi về thì cháu Lực sẽ bảo thợ là lên láng lại cái phần sân cho nó cao lên. Thì là chương trình của nhà em Sử thì cũng đã hết rồi. Và hiện tại thì là hoàn cảnh của ba ông cháu ấy thì cũng được các bác giúp đỡ là rất là đầy đủ rồi. Đấy, có thể là thêm một hai cái video nữa thì cháu Lực sẽ không có lên với lại hai anh em nữa các bác. Đấy, hôm trước thì anh có nhận được một cái khoản là của bà An Phạm là 520 đô. Đấy, là đổi ra tiền Việt là 13.135.000. Đấy, và trong đó thì là bà có bảo là cho anh là 100 đô là tương đương với 2.520.000. Đấy, nhưng mà cái khoản này là anh sẽ không có lấy nhá. Anh sẽ không có lấy, anh sẽ chuyển ra bên cái tiền mà đưa anh Sử đã đi khám ấy. Thì là 100 đô cộng với lại 200 đô thì là bằng 300 đô, là tương đương với lại tương đương là số tiền là 7.560.000. Thì là cái khoản này là đưa em Sử là để đi khám của bác nhá. Và cháu Lực đã chi tiêu đi là cước xe là 3.000.000 đồng, và chụp và khám chụp là 1.700.000 là 20.000, và mua quần áo cho em Sử một bộ và cho là em Hải một bộ nữa đúng không? Đấy, còn mua quần áo của bộ em Sử thì là mất là 600.000 rồi, và 100.000 còn lại thì là mua cho bộ em Hải là hiện tại đang mặc đây đúng không? Rồi. Đấy, và có mua đồ là về nhà cho em Hải Sử là 1.020.000, và đưa em Sử là đi chơi. Đấy, đi chơi là hết là 760.000, thì tổng cộng cái chuyến đi đấy là hết là 8.200.000. Đấy, bao gồm là cả tiền cước xe, cả tiền mà đưa em Sử đi khám các bác nhá. Đi còn ở đây là còn một cái khoản là ăn uống đấy là 1.000.000 đồng. Đấy, 1.000.000 đồng thì tương đương với lại tổng tất cả là 8.200.000. Và trong cái khoản này thì còn âm là 640.000. Thì cháu Lực sẽ xin là trích cái tiền mà tháng 7 bà An Phạm gửi cho hai em Hải Sử là vào là 640.000. Thì tháng 7 là bà An Phạm có gửi cho các em là 200 đô, thì tương đương với lại là 5.075.000. Cái số 200 đô này với lại thêm là cái trên kia thì nó sẽ chênh lệch là hơn 30.000 của bác nhé. Tại vì là chuyển lên kia thì nó khó quá, cho nên là cháu Lực là đưa xuống để cho bên này là nó cao hơn, để cho cái số tiền nó bằng là 13.135.000. Và đấy thì cháu Lực đã trừ ra là 640.000, thì là còn dư là 4.435.000. Đấy là cái tiền sinh hoạt ăn uống của hai anh em Hải Sử trong tháng 7. Và trả tiền người thuê thì là thuê ai? Thuê em Quân đúng không ạ? Là 20 đô là tương đương với lại 506.000, cháu Lực cũng đã giả rồi. Và hiện tại là còn nợ em Sử là 4.435.000. Thì hôm nay là Sử không có ở, thành ra là không có gửi cho em Sử, không có gửi cho em Hải được nhá. Đây, cái này là bà là bà gửi cho em Sử để cho em Sử cầm là chi tiêu cho hàng ngày cuộc sống của các em. Đấy. Và vừa rồi thì là về cái khoản của bà An Phạm của bác nhá. Đấy thì đấy là cái phần cái khoản này gọi là hôm đấy là gọi là hôm đi khám với lại ở trên Sapa thôi. Còn là cái buổi tối lúc mà cháu Lực cùng với lại hai anh em Hải Sử
hai anh em, à anh em Sử, em Sử là đi xuống dưới Lào Cai để ngủ đấy, thì là cái khoản này cháu Lực không có tính vào, khoản đấy là cháu Lực trích cái tiền của cháu Lực ra giả, gọi là đi ăn này, ngủ nghỉ này, thì cháu Lực là trích cái tiền của cháu Lực ra giả, là không có trích cái tiền của em Sử ra giả của bác nhá. Thì là số tiền là vẫn còn dư là 4 triệu này, 435.000. Thì cái khoản này là khoản tiền ăn tháng 7, thì cháu Lực sẽ không có động chạm tới với cái khoản này cả, tại vì là số tiền kia nó còn âm đấy, cháu Lực là trích vào kia thôi. Còn là hôm mà lúc mà không ghi hình nhá các bác, thì là cháu Lực là trích cái tiền của cháu Lực ra, tại vì là ở đấy thì còn có em quay phim của cháu Lực này, còn thêm là bạn là lái xe nữa, thì là cháu Lực đã rơi vào tầm là 3 người rồi. Thì cái khoản mà gọi là cái khoản ăn uống ở trên Sapa này là 1 triệu đấy, thì là cái khoản đấy là gọi là tính cho một mình em Sử thôi, còn ba anh em thì cháu Lực sẽ không có tính vào. À, nếu mà có sai sót chỗ nào thì rất là mong là bà An Phạm sẽ liên lạc lại với cháu Lực của bác nhé. Và hôm qua thì anh có nhận được là cháu Lực có nhận được thêm là một cái khoản hỗ trợ của anh Thế Lân Ngô và là bà Thiên Lý Nguyễn đấy, ở trên tin nhắn thì là viết như vậy, và trong đó thì là gửi cho Lực là 600 đô là Canada của bác nhá. 600 đô hôm đấy thì là đổi ra tiền Việt là 18,4 là tương đương là tiền Việt là 11.034.000 của bác ạ. Ở bên Canada thì là để mà đổi tiền đô sang tiền Việt thì nó sẽ tiền của bên Canada thì nó sẽ thấp hơn các bác nhá, chứ để tránh trường hợp là tại sao các bác nói là bà An Phạm gửi ra cho là 520 đô mà lên đến 13 triệu mà anh Thế Nguyễn Lân Ngô và bà Thiên Lý thì 600 đô mà mới có 11 triệu. Ở đây thì bà với lại anh gửi cho cháu Lực thì là bà cũng đã biết rằng là số tiền cháu Lực nhận lại được bao nhiêu rồi. Đấy, và trong đó thì là bà có cho, bà với lại anh có cho cháu Lực là 200 đô thì tương đương với lại 3.680.000, và cho anh chị Quyền Yển là 100 đô tương đương với lại 1.840.000, và cho chị Trung bên Kết Nối Yêu Thương là 100 đô tương đương với lại 1.840.000, và cho vào quý nhà của Quân Hiếu là 50 đô là 920.000, và cho quý vào nhà của hai ông cháu 50 đô là 920.000, và cho anh Hải, cho hai anh em Hải Sử là 50 đô tương đương với là 920.000, và cho gia đình của em Mìn, em Quỳnh, em Chùa là 50 đô cũng 920.000. Thì là cái khoản của nhà em Sử thì cháu Lực sẽ gửi cho em Hải nhá, hôm nay nhá, là anh sẽ gửi cho em nhá. Để một tí nữa về thì là có thể lại em đưa lại cho anh Sử, để cho anh Sử là trích tiền này ra để mà sinh hoạt cũng như sinh hoạt này kia nhá. Còn là về cái khoản này thì anh không đưa cho em, tại vì nó lớn quá. Anh sẽ đưa cho em Sử nhá. Là 50 đô ở bên Canada là đổi ra được rằng là đổi ra được là 900 là 20.000 của bác. Hôm nay thì cháu Lực cũng đã cầm tiền lên là cho em Sử rồi đấy, nhưng tuy nhiên là em Sử không có ở nhà, cháu Lực không có đưa được. 500 này, 900 này. Có em quay phim có 10.000 đấy không? Không có à? Không có thì anh tính cho Sử là 900, cho Hải là 950.000 nhá. Vâng. Đấy là gọi là anh cho hai em là thêm là 30.000 nhá. Vâng. Đấy. Đó. Đây là 500 nhá. Đây là 200 nhá. Rồi, 200 là 900 nhá. Là 50.000 nhá. Đấy thì cái khoản này là của anh, của anh là gọi là anh nhưng mà em là gọi là anh Thế Lân Nguyễn, Thế Lân Ngô và bà Thiên Lý Nguyễn nhá. Em gửi một lời cảm ơn tới bà và anh nhá, bà và bác nhá. Con cảm ơn anh Thế. Cảm ơn bác và bà thôi. Đấy. Con cảm ơn bác và bà đã gửi tiền cho hai em. Con chúc bác và bà cùng gia đình thân nhiều sức khỏe và luôn thành công trong công việc ạ. Nói vừa rồi thì là ở hoàn cảnh của hai anh em thì cháu Lực xin được phép là nói tất từ trên này xuống đấy, nhưng mà nếu mà để mà khi nào mà đi vào hoàn cảnh nào ấy, thì cháu Lực cũng chỉ nói là số tiền gửi cho hoàn cảnh đấy bao nhiêu thôi
À, hiện tại là vẫn còn là em Chùa này, hai ông cháu để cháu được cho bà Quý rồi, em Quân nữa, và chị Trung kết nối yêu thương nữa, và anh chị Quyền Yển nữa. Đấy là cái khoản này cháu Lực vẫn còn nợ lại. Đấy. Vậy vừa rồi thì cháu Lực cũng đã thông qua cái số tiền mà hôm trước là đưa em xử là đi khám là rơi vào bao nhiêu nữa, và cũng đã dặn dò cho em xử rằng là hiện tại thì vẫn còn chưa có được bình phục lắm, cho nên là có thể là em ở nhà để mà 1-2 ngày nữa để cho nó hết đã, để cho nó khỏi hẳn đã rồi em mới đi đấy. Nhưng mà hôm nay thì lên thì thấy không có bắt gặp em sửa ở nhà cả. Đấy, Hải là cất tiền đi nhá. Đấy, cất tiền đi đi. Xong là cất cái này vào tủ lạnh nữa. Ở đấy có chìa khóa không hả? Cho khó à? À, trong phòng của các em thì có cả có cả cái tủ khóa đấy, khóa vào nhá, để vào đây thấy khóa vào nhá. Vâng. Để tối về thì đưa cho anh Sử nhá. Vâng. Đấy là số tiền đưa cho hai anh em thôi, đấy hai anh em, nhưng mà tuy nhiên là anh Sử anh ấy là người lớn cho nên là để cho anh Sử là cầm. Cất kỹ nha, xong rồi tí đi đâu thì khóa cửa nhá. Vâng. Chứ nhà thì tiền là nhiều ấy, chứ mất là ấy. Vâng. Tủ lạnh này không cắm vào à Hải? Không cắm đâu. Sao lại không cắm vào ấy? Không có gì thì không cắm đâu. Sự không đi chợ à? Thế cho cái kia vào đây đi này. Vâng. Cho cái vào đây đi. Đấy, dây điện nữa này, dây điện. Trên tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc, những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra, thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào. Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng cô bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được cô bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè cô bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc rừng này cô bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này cô bác ạ. Đấy, ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tuyết Hà Giang cô bác. Xong thì không gấp gọn nó vào đi, vất tung tăng tung này. Cái dây điện này là hôm nào là mua lên để cho em ấy là tốt tách ngô cô bác. Đấy, dây điện cứ thế hiện này ai dùng ấy? Yeah, sử dụng á? Vâng. Đây bỏ gớ nó ra đi. Gớ ra xong là gáy gọn nó vào đi. Đây. Vâng. Rồi tung cái mũi lên rồi. Còn để cho chó cắn nữa này. Thế hiện này đừng để cho chó cắn nữa, nó bị hở là mấy đứa mình đi dùng là giật đấy. Lên thì anh cũng là anh chỉ là nhắc nhở được cho hai em thôi, chứ anh không để là mà lên lần nào anh cũng giúp cho hai em mà dọn dẹp được. Dây điện dùng xong nó đang thẳng thì bảo anh Sử là cuốn gọn nó vào đi. Ai dùng thì cuốn gọn người đấy vào nhá, ai dùng thì bảo người đấy cuốn gọn vào, chứ để mà hay là ai cũng dùng mà cho anh Sử tự ấy thì không được. Được chưa? Đấy, bây giờ anh chỉ một lần để mà làm cho nó gọn nhá. Vâng. Làm như này nhá, cuốn như này nhá. Vâng. Chụp tay như này nhá. Vâng. Rồi. Thả bên kia ra em. Đấy, cứ thả xuống. Ôi bồ, đây này. Vâng. Cho cắn hỏng đây này. Đi lấy dao về cho anh cắt đây, anh làm lại cho. Đấy, này. Vứt đồng tao tung mà chó cắn này, như này thì sao lại như này mấy đứa cắm vào giật là chết rồi.
Như trong túi của anh coi phim lấy cái băng dính đen đây. Này bây giờ là bắt buộc là phải cắt ra rồi. Cắt ra xong nối lại rồi. Để cho anh thêm cái bật lửa nhá. Đưa bật lửa cho anh này. Vừa rồi mà không lôi ra là không để ý là mấy nữa ai dùng là giật rồi đấy. Có ai mượn dây điện này đi về chưa? Chưa đâu. Chưa. Nào kéo không? Kéo không có đâu. Không có à? Không có thôi. Có kìm không? Kìm nọ đâu hết rồi. Xem kìm trong kia còn không? Trong ngăn kéo này. Đây anh xử khóa. Khóa rồi á? Anh xử khóa rồi à? Xử cầm chìa khóa đi à? Khóa rồi. Không có thôi. Sửa thì có thể biết là sửa điện này, nhưng mà còn em Hải thì chắc là chưa có biết đâu bác ạ. Nhớ là điện này là cũng đừng có tự ý sửa lung tung nhá. Dây đen, dây trắng mà cắm với dây đỏ thì đấy là cắm là nhê đấy. Cá đây vào tủ lạnh ấy đi. Cái đây là được cho tủ lạnh được không? Không hết đâu. Hả? Không hết đâu. Không hết là để không hết á? Để không hết là mấy nước hỏng ấy, để trong tủ đáo được mà. Cái à đây, ngăn dưới được. Đấy, để hết luôn ngăn đấy. Cá kia mà không để vào tủ lạnh thì nó cũng không bảo quản được đâu ấy. Ở nhà mấy mày còn thức ăn gì không? Hả? Ở nhà mấy mày còn thức ăn gì không? Có ạ. Có à? Mấy mày ăn cái gì? Ăn đậu với thịt ạ. Đậu với thịt à? Cuộc sống của các em là bây giờ là bữa nào cũng có những cái gọi là chất đạm rồi. Đấy, cái này mà nãy mà vừa rồi mà không để ý thì đúng là sử với Hải là đem đi cắm thì sờ nó giật thì
Hãy để vào túi cho anh nhá. Đây này, số đây cũng bị cắn này, nhưng mà may là nó còn chưa có khở vào trong này. Hôm nào có điện không? Hôm nào ấy? Có. Hôm nào có điện á? Lúc mà cháu cắn thì nó có điện không? Chưa cắn. Nó không có à? Chưa cắn rồi. À, nó chưa cắn rồi. Hay là sau thì cứ gấp như này nhá, để vào kiểu tay này cứ xoay này. Thì nó mới gọn được. Đấy. Cất bật lửa đi. Đấy, gấp xong là như làm thế này này. Xong là bây giờ để cất vào trong ngăn tủ này, lúc nào mà lấy ra thì lấy ra dùng chứ đừng có vứt vào đây. Vứt vào đây chó lại cắn rồi. Đấy, hiện tại thì nếu mà để mà đúng ra ấy, chương trình nhà các em là chó lực là nên kết thúc từ lâu rồi các bác. Đấy, nhưng mà tuy nhiên thì có một số các bác là cũng muốn gọi là xem cái cuộc sống hàng ngày của các em, thì dù cháu Lực có bận như thế nào cháu Lực vẫn chạy lên để mà ghi hình cái cuộc sống hàng ngày của các em là phải những cái gì ấy. Thì có một số các bác lại nói là cháu Lực diễn hay là như thế nào đó, thì nếu như mà cháu Lực thật sự ra khi mà cháu Lực nghe được những cái câu chuyện mà nói cháu Lực là diễn tuồng như này này, bảo các em diễn ấy, thì thật sự ra cháu Lực cũng không có dám để mà lên ghi hình nữa cô bác ạ. Ghi cái cuộc sống hàng ngày các em gặp phải cái gì mà các bác cũng bảo diễn. Và thêm nữa là những quần áo này nhá, để một mai xử về nhá. Bảo là anh xử là bác cái đi chặt cái tre cây nhỏ nhỏ ấy, vừa cái móc này, xong là treo lên như này nhá. Đấy, bây giờ thì xử thì cũng lớn rồi, cái gì cũng biết tự làm rồi, cho nên là cháu Lực cũng chỉ bảo thôi. Nên cháu Lực cũng chỉ bảo thôi chứ không, cháu Lực cũng không có thể mà lên lúc nào cũng các em không làm cái này thì cháu Lực hộ các em làm, cháu Lực chỉ bảo các em là làm thôi. Thế còn như là nếu mà Hải là biết làm ấy thì ra đây này, anh chỉ này. Đấy. Bây giờ thực sự ra các em thì là để mà đi chặt cây thì vẫn là biết thôi. Đi chặt những cây nhỏ nhỏ kia. Đấy. Nhà là có đúng không? Chặt những cây nhỏ kia kìa, về để làm mà cái dàn phơi quần áo phơi niếc này, chứ để như này này, nhìn trong ngôi nhà đẹp rồi mà vào nhìn thấy ngôi nhà như thế này thì chẳng có. Khi mà anh ghi hình lên thì các bác nhìn là các bác rất là buồn. Đấy, nói thẳng ra là các bác rất là buồn nữa. Còn là những cái này để lúc nào mà làm xong thì quét nó gọn gàng lại. Đấy. Những cái máy này thì có thể là xếp gọn ra đây như này cũng được. Đấy. Tại vì là cái trên này nó là phần mái hiên rồi, và đến thời điểm hiện tại thì là chưa được máy nhá. Là chưa để máy, cho nên là máy nữa anh ấy làm lại. Làm lại cái phần sân cho nó rộng ra. Chó đi sủa này. Ra bên này rửa tay chứ. Đấy, như bên này này, như dây con này, dép này. Ở nhà thì dọn dép là xếp gọn nó ra bên kia nhá. Bây giờ mưa là không thể được rồi nhá. Ngan là ai để chơi này. Quân của Hải ấy, ngan nó bị giấm người giặt phơi lên này. Được không? Để lâu là gì? Đấy, những cái chỗ này cũng thế này, muốn làm ấy, làm cho nó phơi ra ấy, thì là hai anh em mà chịu khó đào không là phơi ra một chút. Xung quanh nhà thì bảo anh Sử là hai anh em mà chịu khó phát một tí nhá. Anh Sử không làm thì em cũng tự mình làm phát xung quanh này một chút nhá. Để cho nhà cửa nó không có rậm rạp một chút chứ là rậm rạp là nhiều quá. Đấy, một tí nữa thì bớt nắng lên thì thay quần áo đi nhá. Lúc nào mà tiền thì anh đưa cho ấy, lúc nào mà đi là cắt sâu nhá. Đấy. Không phải là anh nói thế là sắp khóc luôn nhá. Không khóc rồi.
anh lên lần nào cũng thấy các em như vậy thì là anh rất là buồn, anh mới nói thế thôi. Đấy, nói thế nói nhưng mà nói nhưng anh vẫn là rất là thương các em, rất là quý các em. Các em thì là ở với cháu Lực là cùng chung một xã cả, gọi là cơ duyên đến với nhau. Thì khi mà cháu Lực ghi hình lên thì cũng có duyên với lại các bác giúp đỡ rất là nhiều. Đến cái thời điểm hiện tại thì gọi là các bác giúp không có gì để mà giúp nữa rồi. Đấy. Không có gì để mà giúp nữa rồi. Thì có lẽ là trong thời gian nữa, trong thời gian tới thì cháu Lực sẽ ít lên với lại các em là nhiều hơn. Mấy nữa mà hoàn thiện cái phần này xong đấy các bác này. Ngày mai thì anh sửa lên thì bảo anh sửa lại điện lại cho anh nhá. Vâng. Đấy. Điện thoại thì hai anh em là mỗi người có một cái rồi. Cho nên là nhận được những cái tin nhắn nào của các bác hay là như thế nào đấy thì là tự biết cách mà trả lời nhá. Tự biết cách mà trả lời, biết nói với các bác là nói dạ nói thưa một chút nhá. Gặp ai là bà thì mình chào bà, gặp bác thì là mình chào bác. Đấy. Số điện thoại của hai anh em Hải Sử thì trước là bà Phạm nó có xin cho Lực và cháu Lực cũng đã đưa cho rồi. Đấy, nhưng mà hiện tại là các em có hai cái điện thoại. Cái số nào mà các em dùng nhất thì cháu Lực chỉ là đưa cái số đấy thôi, còn những cái số nào không dùng nhất thì là cháu Lực không có đưa. Và có lẽ là cái thước phim này thì cũng khá là dài rồi, cháu Lực cũng xin được là kết thúc cái video này thôi các bác. Và xin cảm ơn các bác đã theo dõi video và hẹn gặp lại quý ông bà cô chú anh chị ở sóng tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào các bác. Chào Hải, chào tạm biệt quý ông bà cô chú anh chị. Có lẽ là có thể là vừa rồi cháu Lực nói những câu nó sẽ hơi không được vừa lòng một chút. Thì nếu mà những câu nào không vừa lòng thì rất là mong các bác cũng sẽ để lại những cái bình luận mà tích cực một chút các bác nhé.